Chào mừng các bạn đến kênh Toyota Tân Cảng của Khoa. Thì hôm nay tại Toyota Tân Cảng bên Khoa mới vừa về một xe Fortuner máy dầu đời 2016 ha các bạn ha. Thì cái dòng Fortuner máy dầu này thực sự phải nói là rất là kinh doanh rất là hiệu quả luôn. Các bạn mua về kinh doanh nè, đi gia đình nè, cái nào nó cũng tiện hết. Vì sao? Vì máy dầu tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ. Và với cái động cơ máy dầu 2.5 này rất là mạnh mẽ so với những cái động cơ máy dầu mà đời 2011, 2012 ha các bạn. Thì xe 2016 này thì mới đi được 145.000 thôi. Và trong tình trạng xe rất là hoàn hảo, các bạn cũng thấy phía trước xe là hầu như là sơn nè, rồi mặt nạ ga lăng nè, rất là liền lạc với nhau, rất là đẹp, rất là sáng bóng. Thì cái Fortuner máy dầu đời 2016 tại Toyota Tân Cảng bên Khoa đang rao bán với mức giá là 710 triệu. Thì với cái dòng xe này các bạn, nếu như các bạn nào quan tâm mà chưa đủ tài chính thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa vẫn hỗ trợ các bạn vay ngân hàng lên tới 65% giá trị xe nha các bạn ha. Rồi thì sau đây thì Khoa cũng xin mời các bạn đi tham khảo xung quanh xe và nội thất xe, coi cái Fortuner máy dầu này nó còn mới như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn ạ. Thì xe này đã đi 145.000 rồi thì đương nhiên dàn vỏ phải được thay rồi nha các bạn. Nên đây, vỏ đã thay rồi. Đó, các bạn thấy không? Vỏ còn rất là dày luôn, mâm xe còn rất là đẹp. Đó. Phải nói là xe và trong tình trạng hoàn hảo, nước sơn rất là sáng bóng luôn. Và xe này phải nói là phía ngoài phần đồng còn rất là đẹp. Tại sao Khoa nói đẹp? Tại vì khi mà cái xe mà ít làm đồng sơn á, thì nhìn các bạn nhìn cái nước sơn nè, nó rất là sáng bóng và rất là đều, nó không có bị gợn sóng. Nó giúp cho cái xe mình nó tạo một cảm giác thật là phải nói là chắc chắn luôn. Và những cái đường dập gân nổi trên xe phải còn nguyên vẹn luôn nha các bạn ha. Đó. Thấy không? Đây vỏ sau nè, cũng còn rất là dày luôn nè. Các bạn mua xe này về thì các bạn chỉ có việc đi thôi chứ cũng không làm gì tại Toyota Tân Cảng bên mình. Thì về đã kiểm tra xe nè, hoàn thiện cái xe này lại hết. Những cái chi tiết sơn bị chày nhẹ thì bên Khoa cũng đã sơn dặm lại hết rồi. Nên đâm ra xe rất là đẹp. Đó, phần phía sau ha, Fortuner máy dầu, số sàn là ký hiệu G nha các bạn ha. Cụm đèn sau là rất là sáng nè ha. Ốp xi mạ rơm còn rất là đẹp luôn. Xe này thì mang biển số thành phố nha các bạn. Đây, những bạn nào ở thành phố mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí là đăng ký là 20 triệu nha. Con số khá là đáng kể luôn. Đây, xe này phải nói là khách rất là kỹ luôn. Cái bộ ghế nỉ zin theo xe khách vẫn còn sử dụng để lại đây. Ví dụ như bạn nào mà thích ngồi lớp ghế nỉ thì bên Khoa vẫn trả lại bộ lớp ghế nỉ cho các bạn nha. Đó. Đây là phần phía sau xe, các bạn thấy không? Xe phải nói là xe đi giữ kỹ nên những cái phần nhựa nè các bạn thấy không? Còn rất là đẹp luôn, không có vết chày nè. Đó, rồi phần cốp sau còn rất là đẹp nha các bạn ha. 710 triệu cho một cái dòng Fortuner 2016 máy dầu số sàn thì Khoa phải nói là thực sự rất là hợp lý cho các bạn nào đang cứ dự định mà mua cái xe 7 chỗ để mình kinh doanh nè, hoặc là đi gia đình nè. Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, đó là một cái lợi điểm của cái xe Fortuner máy dầu nha các bạn. Đây là phía bên tài nè, các bạn thấy không? Cũng như bên phụ thôi. Xe từ trước ra đằng sau màu sơn rất là liền lạc, rất là sáng bóng luôn, rất là đẹp nha. Phía bên ngoài các bạn cũng thấy được là xe là được trang bị nè, dán phim nè, che mưa nè. Đó. Bộ ghế da còn rất là đẹp luôn nha các bạn ha. Bộ ghế da sáng bóng luôn, phải nó căng đét luôn á. Xe tấp, các bạn nhìn trong nội thất xe xung quanh còn rất là đẹp. Đây phần tài xế. Thì tại Toyota Tân Cảng bên mình thì cam kết là xe không đâm đụng và ngập nước, nên đâm ra là cái đồng hồ km này chạy 145.000 các bạn ha. Mặc dù các bạn thấy đồng hồ chạy 145.000 nhưng đối với bên Toyota Tân Cảng thì cái dòng Fortuner này nó rất là bền bỉ, nên đâm ra cây số này nó cũng không đáng kể với dòng Fortuner này đâu, nên các bạn cứ yên tâm thôi. Thì xe này khách hàng vẫn là sử dụng đầu CD chưa lên đầu DVD nha các bạn. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm á thì bên Khoa vẫn hỗ trợ các bạn gắn DVD. Đó. Ghế da nè,
số sàn nha các bạn ha. Thì tại Toyota Tân Cảng thì với cái Toyota Forerunner máy dầu số sàn đời 2016 này bên Khoa đang bán là 710 triệu nha các bạn. Xin các bạn hãy nhớ với cái giá này và với cái chất xe như thế này thì với cái giá đó thì Khoa nói phải nói rất hợp lý. Tại Toyota Tân Cảng bên Khoa thì cam kết là xe không đâm đụng và ngập nước nên tâm ra là các bạn cứ yên tâm luôn. Cốp cốp xa chưa cabo là chưa có một vết làm lại luôn nè, ốc cabo chưa hề sơn luôn nha các bạn. Đó, phần ốc cabo chưa bung luôn nha các bạn ha, chứng tỏ là xe chưa bung ốc ra làm. Động cơ máy dầu bên Khoa đã vệ sinh rồi, rất là sạch sẽ, rất là sáng bóng động cơ luôn. Đó. Thì 710 triệu để sở hữu một cái phone máy dầu đời 2016 này thì các bạn thấy nó quá hợp lý rồi. Động cơ nổ rất là êm ái luôn, các bạn nghe tiếng động cơ nổ rất là êm. Không phải nói là xe đẹp nha các bạn, chạy 145 ngàn nhưng chất xe còn rất đẹp. Nếu các bạn nào quan tâm tới cái Forerunner này xin hãy liên hệ với Khoa theo số điện thoại trên màn hình hoặc là kênh YouTube của Khoa để theo dõi nhiều xe hơn. Nếu các bạn có nhu cầu quan tâm tới dòng xe gì thì cứ để lại số điện thoại, bên Khoa sẽ liên lại với các bạn để trao đổi với các bạn là coi các bạn cần những dòng xe nào và cái giá cả có hợp lý với các bạn không nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip trên ạ.